Thưa quý vị, trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, chùa Thiền Tôn Phật Quang thị xã Phú Mỹ là một trong những cơ sở tôn giáo tiên phong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, nhà chùa cũng đi đầu trong công tác thiện nguyện nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay khi dịch COVID-19 bùng phát, không cần chờ văn bản chỉ đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền địa phương, chùa Thiền Tôn Phật Quang, thị xã Phú Mỹ đã chủ động đóng cửa, ngưng thực hiện các nghi thức tôn giáo từ ngày 26 tháng 3, sớm nhất so với nhiều ngôi chùa khác trên địa bàn tỉnh. Hiện chùa chỉ mới mở cửa trở lại vào ngày 26 tháng 4 sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội. Mở cửa đón Phật tử, Thiền Tôn Phật Quang lập tức triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, gồm đo thân nhiệt, khử khuẩn phương tiện giao thông, khử khuẩn người và hành lý trước khi vào chùa. Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng thế này, thì khi mà về chùa được chùa bố trí đầy đủ như thế này, nào là máy đo thân nhiệt, nào là máy buồng khử khuẩn, thì em cảm thấy rất là yên tâm khi mà ở trong một môi trường như thế này, rất là an toàn, thân thiện và thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly phòng ngừa y tế. Phòng chống dịch bệnh COVID-19, chùa Thiền Tôn Phật Quang cũng quyết định không tổ chức Đại lễ Phật Đản 2020, một trong bốn lễ hội quan trọng nhất trong năm của Đạo Phật. Cái việc mà ta không tổ chức lễ Phật Đản, đó chính là cái lòng sùng kính đối với Đức Phật. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật đến với trần gian này là vì lòng yêu thương mọi người, để bảo vệ cái lợi ích cho chúng sinh. Thì cái việc mà ta không tụ hội đông người, ngay kể đó là buổi lễ thiêng liêng, thì đó chính là ta làm đúng lời dạy của Đức Phật. Chứ không phải là ta làm đúng lời dạy Đức Phật là cứ phải tụ hội và lễ lạy Ngài. Ngài không cần. Ngài cần cái ta sống làm sao để ta đem được bình yên, hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Nên cái việc mà chùa ta kỳ này không tổ chức lễ Phật Đản, đó mới là đúng cái lời dạy của Phật. Tuy nhiên, cái may mắn là năm nay ta có tới 2 tháng 4. Nếu tháng 4 này ta không làm được, thì hãy đợi xem tháng 4 sau như thế nào. Nếu tháng 4 sau mà tình hình xã hội cho phép, thì ta cũng sẽ tổ chức lễ Phật Đản để mà thỏa lòng mong ước của mọi người. Nhưng nếu tháng 4 sau ta cũng chuẩn bị tinh thần, lỡ như tình hình cũng chưa phải là an toàn, thì ta buộc lòng là cũng sẽ không tổ chức offline mà sẽ tổ chức lễ Phật Đản online. Online là thầy sẽ giảng trên mạng và truyền đi cho Phật tử các nơi, họ theo dõi để cùng làm lễ, cùng nghe thuyết pháp, là ta cũng hòa chung ta trong cái không khí của Phật Đản. Chùa Thiền Tôn Phật Quang còn tích cực vận động Phật tử mạnh thường quân quyên góp để ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động với gần 700 triệu đồng. Trong đó, thông qua các đoàn thể chính quyền địa phương, Hội Từ Thiện Chùa Thiền Tôn Phật Quang đã trao 800 suất quà trị giá 333 triệu đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.